Sứ Lê Gia chào cả nhà. Hôm nay bên vườn em có một số sứ hạ lai tạo nó đã ra hoa, em làm clip giới thiệu đến cả nhà mình ha. Hôm nay thì mình có là một combo và 10 cây lẻ. Rồi cái combo này là nó 8 cây giá 200.000, trong đó có 4 cây hoa hai lớp nha. 4 cây hoa hai lớp và 4 cây cánh đơn. 200.000. Rồi, số 1 nha. Số 1 là một lô nè, lô số 1. Cái hoa này là 3 lớp luôn. Cánh hoa nó hơi bị lật nha. Hoa 3 lớp đỏ, có lem trắng. Cây phân tàn. Cũ nó thì bằng cổ tay mình. Rồi, tiếp lên số 1 nữa. Cây này cũ tầm bằng cái chén luôn á. Hoa đỏ, có lem trắng, cánh lật. Phân tàn ra. Rồi, tiếp một cây nữa. 2 lớp đỏ lem nha. Đỏ lem trắng. Củ nó thì bằng cổ chân mình. Rồi lô số 1 nữa, một cây 2 lớp nữa nè. Cây này 2 lớp trắng, lem hồng. Củ nó thì mini, cỡ cổ tay em bé, phân tàn nha. Chiều cao nó khoảng một gang tay mình. Lô số 1, một cây 5 cánh nè. Trắng, sọc hồng. Củ này chôn sâu em không biết cỡ nào ha. Chiều cao nó 20 cm. Rồi tiếp số 1 nữa, hoa 5 cánh. Trắng sọc hồng nha. Củ nó khoảng bằng cổ chân mình. Rồi tiếp một cây 5 cánh nữa. Màu trắng kem nha. Trắng kem, họng có sọc đỏ. Chiều cao nó 20 cm. Đây, chùm nụ của nó tầm 10 nụ đổ lại. Rồi một cây cuối của lô số 1 là đỏ nha. Đỏ họng vàng. Đỏ tươi luôn, họng vàng. Cây mình đang phân tàn nè. Và cái củ này khoảng bằng cái chén ăn cơm mình á. Rồi, lô số 1 này là 8 cây 200.000, 4 cây cánh đơn, 4 cây 2 lớp nha. Lô số 2. Số 2 là một hoa này có hương thơm nhẹ nè. Màu của nó là màu trắng kem à, sọc hồng. Cánh của nó thì hơi bị lật. Rồi, củ này thì có bộ củ nhìn hình khá là đẹp. Củ nó to hơn cái chén ăn cơm mình nha. Cái này vừa ngắm hoa vừa chơi dặn củ được luôn. Rồi 100.000 cho mặt hoa này ạ. Chiều cao của nó khoảng 30 cm nha. Số 3. Mặt hoa này có hương thơm, hoa hai lớp. Nền hồng, sọc đỏ ha. Có hương thơm. Cái này là do hôm qua nó bị mưa nè. Mưa nó dập cánh hoa trơn. Rồi cây của mình cũ nó bằng cái chén ăn cơm nha. Phân tàn ra phía dưới nè. Rồi giá 100.000 cho mặt hoa này có hương thơm. Số 4. Hoa ba lớp đỏ lem trắng ạ. Cánh nó viền đỏ đậm luôn. Đây phân tàn ra đây ạ. Củ này thì nó cũng tầm bằng cái chén. Giá 100.000. Chùm nụ của nó nở một hoa, còn chùm nụ tầm cỡ khoảng chục nụ ha. To nhỏ là cái khoảng chục á. Số 5. Số 5 là hoa ba lớp màu hồng. Màu hồng nhạt nha, sọc đỏ. Nở hai hoa còn chùm nụ nè, có một số nó bị hư nụ. Rồi, củ này khoảng bằng cổ chân mình ạ. Giá 100.000 nha. 100.000 cho mặt hoa nè. Số 6. Hoa hai lớp. Màu trắng. Cánh hoa dúng nha. Có viền, mặt hoa này rất là xinh ạ. À, nền trắng nha, viền, viền. Viền ở ngoài là nhìn nó hơi tím, viền tím á. Đây, nở một hoa còn chùm nụ nha. Chiều cao của nó là khoảng 25 cm. Dưới gốc lên phân tàn ra được hai nhánh này nữa. Rồi, cây này là giá 100.000. Có hương thơm mà nữa. Mình xem ra mặt hoa đó nha. Có hương thơm luôn. Trắng viền tím. Hai lớp. Số 7. Màu đỏ. 7 đỏ 3 lớp nha.
đỏ, cánh có hơi lem trắng ở trong. Cây này phân tàn hai nhánh nè, củ nó thì khoảng bằng cùm tay mình, cùm tay của mấy người cổ tay bự nha. Còn so với cái tay em thì nó, tay em nhỏ hơn cái củ này. Rồi chiều cao của nó là nó khoảng 35 cm. Đây lên cái ngọn nó ra làm hai nhánh nè, hai nhánh, nhánh nào cũng đang có hoa hết á. Rồi giá nó, cây này là 100.000. Đây, mình nhìn lại mặt hai nó một lần nữa. Ba lớp đỏ có lem trắng, mới nhìn phớt qua cứ ngỡ như là tấn hỷ vậy đó, như hoa tấn hỷ. Rồi số 8. Số 8 cây này chiều cao nó khoảng 20 cm nha. Phân tàn ra thì có bộ tàn khá là đẹp. Phân tàn dưới gốc lên 4 nhánh, lên ngọn ra 2 nhánh nữa nè. Cây này có hương thơm ạ, hoa hai lớp. Hồng nha, hồng phía trong trắng họng vàng. Có hương thơm. 60.000 cho em này. Củ của nó khoảng bằng cùm tay mình ạ. Số 9. Hoa 5 cánh. 5 cánh nha, trắng, viền tím, họng vàng. Rồi, cây mình phân tàn ra 3 nhánh nha, chùm nụ của nó nè. Hai nhánh lớn là nhánh nào cũng đang có hoa. Chiều cao của cây mình là 20 cm, củ nó khoảng bằng cùm tay mình. Rồi giá cho nó là 60.000. Đây, xem là mặt hoa nó. Rồi, số 10. Số 10 là hoa này nó có chuyển màu nè cô chú anh chị. Cái này là hồi nó còn búp búp nè ha, nó nở chưa ra hết nè, là nó màu vàng nha. Vàng sọc đỏ. Khi nó nở căng ra hẳn là nó chuyển qua màu hồng. Hồng có sọc đỏ nha. Đây, mình nhìn ha, cái mặt hoa nó, cái bên đây là chưa chuyển màu nè, nó mới nở ra nè, màu vàng. Màu vàng cam ấy, sọc đỏ nè. Rồi, khi nở hẳn ra là màu hồng sọc đỏ. Giống này, cái hoa này có hương thơm nhẹ nha. Đây, chùm nụ của nó. Củ này thì nó khoảng bằng cái chén ăn cơm mình nha. Chiều cao của nó là khoảng 45 cm. Giá cho cây này là 200.000. Cái thân cây nó bị cái nhánh này là hỏng, nó đây nó có một cái nhánh nữa nè. Là do trời giông, không biết giông hay sao trên vàng nó té xuống, nó bị tét. Cái này nó mới lành rồi, nó lành nè. Nhánh này là do nó bị giông ngã té xuống. Rồi, số 10 là 200.000 ha. Số 11. 11 một hoa 3 lớp. 3 lớp cánh viền ha. 3 lớp nền của nó là màu hồng nhạt nhẹ, màu hồng lợt. Cánh viền đỏ, cánh nó dúng. Có cái sọc đỏ ha. Sọc đỏ làm cho cái hoa mình rất là duyên lên luôn. Đây, mình xem lại mặt hoa nó đi ạ. Rồi, cổ, cái củ nó khoảng bằng cổ tay mình nha. Phân tàn gốc lên hai nhánh, còn cái ngọn đi lên cũng làm hai nhánh nè. Cao 20 cm, chùm nụ tầm trên 10 nụ á. Trên 10 nụ là nụ nhỏ, nụ lớn luôn á nha. Rồi, giá cho mặt hoa này là 100.000. Cái hàng này em gửi đi là hai cây trở lên em mới gửi nha cô chú và anh chị. Rồi, khi mà cô chú và anh chị mình đặt hàng á, thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho bên em ha. Bên em bán hàng không có bao ship ạ. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh ạ. Em xin cảm ơn rất là nhiều.